Cái tiếp tục là mình sẽ chữa bài nhé. Câu số 11 nè. What is the best on a movie? Cái bộ phim nào mà bộ phim kinh dị nào hay hay nhất mà bạn đã từng xem gần đây? Đúng nhỉ? Nghĩa chưa gì đây? Gần đây là have you been. Cái câu này là câu hỏi nhưng mà mình đã có động từ to be phía trước rồi là is, đúng không? Thì thế nên mình không cần phải đảo have lên trước chủ ngữ nữa. Mình chỉ viết là what is the best horror movie you have seen. Đó. Mình không cần phải đảo lên nữa vì mình đã có động từ to be ở đằng trước rồi. Câu 12. Tom Hanks an Oscar for playing Forrest Gump in 1994. Vào năm 1994 thì Tom Hanks đã đoạt giải Oscar. Thì đây, ở đây chúng ta có in năm 1994 là in cộng với cả một dấu mốc trong quá khứ là thì quá khứ đơn. Từ win là mình sẽ thêm cái chuyện win thành won bất quy tắc. Câu 13. I watched a very interesting Korean drama at present. Mình có at present đây là dấu hiệu biết của thì hiện tại tiếp diễn. Vì vậy to be của chủ ngữ là I, mình dùng to be là am. I am watching. Tôi đang xem một bộ phim, một cái bộ phim kịch Hàn Quốc rất thú vị ngay bây giờ. Câu 14. Konsko Island by Jordan. Nhờ cái bộ phim cái đảo này được được làm phim bởi cái ông Jordan này. Thì ở đây câu chủ ngữ của mình là vật thì tương đương với đây là câu bị động. Mà câu bị động cái việc này đã xảy ra rồi, mình chia câu bị động thì quá khứ đơn. Konsko Island rồi chúng là was direct hay directed. Câu 15. The film was a commercial success, although it cái bộ phim thì là một cái sự thành công về thương mại rất là lớn. Mặc dù là nó không nhận được nhiều cái sự phản hồi từ những nhà phê bình. Nhà thì cái việc này là việc đã xảy ra rồi, chỉ thì quá khứ đơn thôi. Didn't receive, được chưa nhỉ? Cái từ này, từ didn't receive bạn viết sai chính tả này. Chuyển lại đây, didn't receive. Chưa nhỉ? Câu số 16. Câu số 16 mới có usually, nhỉ? Dấu hiệu biết của thì hiện tại đơn. Nhưng đây là câu hỏi thì chủ ngữ là your brother. Mình sẽ mở trọng từ là does. Does your brother usually to watch mình giữ nguyên. Đúng rồi này. Câu 17. Mình có tomorrow night. Yeah. Tối mai đúng nhỉ? Diễn tả một việc sẽ xảy ra trong tương lai. Thế chưa thì tương lai đơn. What will you do tomorrow night? Hoặc là what are you going to do? Bạn sẽ làm gì vào tối ngày mai? Câu 18. Jonah. Mình có gì đây? Mình có since. Nhà câu 18 mình có since. Cộng với cả một mốc thời gian trong quá khứ. Thế chưa thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ là John là chủ ngữ số ít. Mình sẽ dùng là has, hasn't been, ok. Câu 19. Bộ phim cuối cùng mà tôi xem ở rạp là bộ phim hành động. Nó được gọi là Fast and Furious, quá nhanh, quá nguy hiểm. Thì đây, the last film lần cuối cùng tôi xem, thế chưa thì quá khứ đơn. See sẽ chuyển thành so bất quy tắc, chính xác. Câu 20. Client is Wood became one of the most respected director. Cái ông này đã trở thành một trong những cái nhà đạo diễn làm phim được tôn trọng nhất. Và kể từ đó mình có inspire. Đằng sau inspire hoặc despise sẽ cộng với cả một vấp ing hoặc là một cụm danh từ. Thì ở đây là be thì mình chuyển thành being, chính xác. Câu 21. Last month mình có last cộng với danh từ chỉ thời gian. Thì đây là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn. Thì từ join có nghĩa thêm đuôi ND, chính xác. Tháng trước tôi đã vừa tham gia một khóa học để mà học làm thế nào để mà tạo ra, để làm được những cái đồ trang trí Noel, đúng nhỉ?
Câu 22. Right now mình có gì đấy? Right now là dấu hiệu đúng biết của thì hiện tại tiếp diễn. Mà chủ ngữ là the stars là chủ ngữ số nhiều. Mình sẽ dùng to be là operating, đúng không nhỉ? Ngay bây giờ thì những ngôi sao đang diễu hành trên thảm đỏ ở cái lễ hội là phim Cannes, chính xác. Câu 23. The Songkran Festival, cái lễ hội Songkran này nó đã đánh dấu mốc, đúng không nhỉ? Đã đánh dấu mốc cái lễ cái Tết, Tết những ngày đầu tiên của Tết Thái Lan, thì từ Mars mình thêm đuôi S, đúng rồi, diễn tả một cái phong tục đấy. Câu 24. The first October first festival, cái lễ hội đầu tiên của October first này thì là sao, được tổ chức, đúng nhỉ, thì là câu bị động hàng năm. Hàng năm sẽ là gì đây? Cho nhìn thấy đây là một năm 1810, là một việc đã xảy ra trong quá khứ, thì mình sẽ chia câu bị động vào thì quá khứ đơn, đó là was, đúng nhỉ, was held. Tiếp tục. Câu 25. The biggest prize, cái giải cao nhất, đó là frame này. Gì đây nhỉ? Đã được trao, được trao thưởng cho, đúng không nhỉ? Thì award đây mình sẽ thêm award đây, sẽ thêm đuôi ed, quá khứ đơn. Tiếp tục. Next year, năm sau, the festival, cái lễ hội sẽ được tổ chức, đúng rồi, will take place, chính xác. Câu 27. The Elephant Racing Festival, cái gì đây nhỉ? Cái lễ hội đua voi thì là, đúng rồi, đây là diễn tả một sự hiển nhiên, một cái phong tục, là một cái lễ hội làng, lễ hội làng quan trọng và thú vị nhất trong năm, chính xác. Câu 28. Mình có ever là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Have you ever attended, thêm đuôi ed là attended, đúng rồi. Câu 29. Đằng sau would like, I would like you, đằng sau would like sẽ cộng với cả một to verb. Vì vậy trong câu 29 của mình sẽ là to write. Câu 29 là to write nhá. Câu 30. He suggested, mình có một cấu trúc câu là đằng sau suggested sẽ cộng với cả một verb in. Từ take của mình sẽ chuyển thành taking. Tiếp tục, bài tiếp theo là put, mình được phải chia động từ, đúng không nhỉ? Đây là cho dạng đúng của từ. Trẻ em thì nên tránh những đồ ăn gì đây nhỉ? Không tốt cho sức khỏe. Thì heo chuyển thành ăn healthy như là hamburger hay là chips, bánh chiên. Câu 2. Đa số những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra bởi vì là người lái xe, những người lái xe thì lái không cẩn thận, đúng không nhỉ? Carelessly, chính xác. It is unsafe, thật là không an toàn và bị cấm để mà vượt qua những cái phương tiện khác khi ở bên trái. Legal như này, illegal là bị cấm, không cho phép. Câu 4, từ fly. Fly là động từ máy bay, động từ bay. Thì chuyển sang danh từ, đây mình cần một danh từ, đúng không nhỉ? Cái chuyến bay của tôi thì fly trở thành flight. Cái chuyến bay của tôi bị delay, bị hoãn khoảng 2 tiếng đồng hồ bởi vì là thời tiết xấu, đúng rồi. Câu 5. Everyone should, mọi người thì nên thì đây strict obey, mình có từ obey động từ rồi. Ở giữa should và obey thì mình cần một trạng từ, thì trạng từ strict đó là strictly, chính xác. Câu 6. 85% các cái vụ tai nạn giao thông thì được bị gây ra bởi những tài lái carelessness, đúng rồi. Cái lỗi bởi vì cái sự bất cẩn của những người lái xe. Câu 7. The end of the film was so, cái kết thúc của bộ phim thì rất là cảm động, đúng không? Đây là tính chất của bộ phim. Tính chất thì mình sẽ thêm đuôi in moving. Câu số 8. The boy was so, cái cậu nhóc thì như thế nào đó bởi bộ phim đã khiến cho người không thể ngủ cả đêm, nhưng lại bị bất ngờ, nhà đây là cái cảm xúc bị tác động bởi bộ phim, thì từ fright của mình sẽ thêm đuôi ed, frightened, chính xác. Câu số 9. Critics, gì anh ạ?
cái nhà phê bình thì đã cảm thấy như thế nào đó, bị đã cảm thấy rất là thất vọng, cũng là rất là thất vọng. Thế là cảm xúc của những cảm xúc bị tác động bởi cái trình diễn của anh ấy, nhạc thì disappoint thêm đuôi ED chính xác. Câu số 10, tôi bị hào hứng, đúng nhỉ, tôi bị hào hứng rằng là anh ấy đã đạt được 2 giải Oscar, bị bất ngờ nhỉ. Đây là cái cảm xúc bị tác động bởi hành động khác, từ amaze của mình sẽ thêm đuôi ED chính xác. Câu 11, we were, chúng tôi đã gì nhỉ, thất vọng về cái kết của bộ phim kinh dị, đúng không? Đây là bị tác động bởi hành động khác, thì từ terrified của mình sẽ chuyển y dài thì y ngắn, nó thêm đuôi ED chính xác. Câu 12, I have never felt as, tôi không bao giờ cảm thấy khi mà tôi làm, đây là gì ạ, cảm thấy khi tôi làm, khi mà tôi xem nó, như là đây là một cái, đây làm gì đây, một cái cảm xúc thôi của mình, cái cảm xúc thôi. Từ terrify của mình chỉ đơn giản nó là thêm đuôi in, chỉ là cái cảm xúc, cái tính chất của mình, cái tính cách của mình khi mình xem phim kinh dị thôi. Tôi sẽ cảm thấy rất là hãi hùng, terrifying đó. Câu số 13, mặc dù là tôi chi trả hơn 1 triệu đô la cho bộ phim, nhưng mà nó vẫn đúng, đây là tính chất bộ phim khiến cho khác cảm thấy rất thất vọng. Câu 13, dây pha mình có cấu trúc câu là find something good in, đúng không nhỉ? Thì đây annoy mình sẽ thêm đuôi in chính xác. We were, chúng tôi thì đây chúng tôi có hài lòng, đây là gì nhỉ? Hài lòng, cái cảm xúc hài lòng là bị tác động bởi cái phục vụ, cái sự phục vụ của dạp phim, thì từ satisfied phải chuyển đi dài thì ngắn thêm đuôi ED. Câu 16, we found the film plot, chúng tôi đây cũng cấu trúc như vậy, find something good in, shock chuyển hành, shocking chính xác. Câu 17, a lot of gì đây, culture, đúng không nhỉ? Rất là nhiều các cái hoạt động thuộc về văn hóa và thuộc về nghệ thuật đã được tổ chức như là một phần trong lễ hội hoa của Đà Lạt. Thì ở đây mình cần một tính từ, thì từ culture sẽ chuyển thành culture. Câu 18, I saw a, thì đây, parade, đúng rồi, tôi nhìn thấy một cái cuộc diễu hành chính xác. Câu 19, we had a, thì đây, no more celebratory, mang tính, một cái bữa ăn mang tính lễ hội trong ngày sinh nhật của ông tôi. Câu 21, I love a, gì đây, perform, mình cần đến dơ đằng sau dơ dịch mình chỉ cần một danh từ, thì từ perform mình chuyển thành performance. Tôi rất thích cái buổi trình diễn nhạc dân gian. Rồi bắt đầu câu 22, there is a special, mình cần một danh từ của nhạc, từ celebration thành celebration chính xác. Bắt đầu cái bài, cái phần 4 này, cái phần này nó bị đảo với cái trang số 2 của mình ở đây, đúng không nhỉ? Vẫn tiếp chỉ chữ nốt nhá. Câu 40 là people, mọi người thì đã từng đi du lịch rất nhiều nhưng bây giờ thì không, thì một việc đã từng xảy ra, you the two cộng bấp nguyên travel chính xác. Câu 41, my brother, anh của tôi đã bị gãy chân trong một vụ tai nạn xe hơi khi anh ấy 20 tuổi. Gì đây? Đã từng à? Đây, đúng không? You chỉ đơn giản là rock thôi, việc đã xảy ra trong quá khứ. Câu 42, có phải là bạn đã từng có một cái mái tóc dài khi bạn tuổi teen không? Did you too? Đúng rồi, từ câu hỏi mình sẽ đảo đứt lên trước chủ ngữ, và đã có đứt rồi thì từ you mình sẽ giữ nguyên. Câu 43, my grandpa never, ông tôi không bao giờ uống cà phê, nhưng hôm nay anh ấy đã uống. Nhưng mà một gì đây, một thói quen hiện tại là anh không từng uống, đúng nhỉ, sẽ là you to like, đúng rồi. Câu 45, cô ấy đã từng làm việc như một giáo viên trong nhiều năm trước khi cô trở thành một nhà văn, thì diễn tả một thói quen trong một hành động đã từng xảy ra trong quá khứ. Để chia gì đây nhỉ? Rồi, xin, đúng rồi. Câu số 46, there
Cậu đã từng có một cái điểm xe buýt ở đây, vậy bây giờ vậy khi nào nó đã được thành lập? Đúng rồi, U2B cầu 47. Dominic thì thường đi ngủ muộn vào cuối tuần, đúng rồi, chế tạo một thói quen đúng nha. Câu 48, what kind of music, cái thể loại thì âm nhạc nào đúng nhỉ mà cô ấy đã từng thích khi cô ấy còn là một đứa trẻ? Thì đây là câu câu hỏi với cấu trúc câu you to, mình sẽ đảo đứt lên trước Nancy và từ you mình sẽ giữ nguyên đáp án đi đúng nhỉ. Câu số 49, anh ấy đã đọc một vài quyển sách trong một tháng nhưng mà anh ấy không có thời gian nữa. Đã từng đúng nhỉ, sẽ dùng you to read chính xác. Câu cuối cùng, my house is not far from my school, nhà của tôi thì không xa với trường, vì vậy tôi thường đi bằng đi bộ on foot. Và không xa nên mình đi bộ. Ok, thank you.